Hello, Lisa, kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay, Lisa coi cái này là cái gì vậy? Hôm nay là ngày thứ hai, 30 tháng 10 năm 2017, chương trình khai dân trí số 240 bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa kính mời toàn thể quý vị và các bạn thân mến hãy nghe một ca khúc, đó là Ngày Quật Khởi nha. Lisa xin tái ngộ cùng toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Đầu tiên thì Lisa cảm ơn Tony Fox nha. Happy Halloween, my beautiful Asian queen. I like looking at your pretty face and listen to your nice voice. Thank you for making video on weekend too. I love watching you. I ask some of my Việt fan to translation what you say for me. The Việt Cộng are evil people. I wish for freedom and democracy for all. Love you, Lisa. Tony Post. Thank you. I like to say thank you, Tony Post. Happy Halloween with you and the family. Okay? And thank you very much. You give for me the Halloween, the pumpkin. And đây là cái của Tony gửi cho Lisa vào lễ Halloween. Đây là cái pumpkin. Rất là đẹp nha các bạn. I like to say thank you nha. Kế tiếp nữa là Lisa cảm ơn chị Hai. Ở trong đây thích kêu là chị Hai. Tôi thích được gọi là Hai cho nên Lisa gọi là Hai nha. October ngày 24 năm 2017, mấy lời gửi đến chị Lisa. Chị cố gắng nhiều
để lo đến nước Việt Nam và người dân Việt Nam đang sống ở trong nước. Tôi rất quý trọng Lisa. May mắn gần đây tôi mới tìm được ba cuốn sách này. Tên sách là Ngô Đình Diệm và Chính Nghĩa Dân Tộc Quốc Gia. Đây là cuốn sách mà Lisa đã nhận được rồi nha. Rất là quý báu cái quyển sách này. Để Lisa biết thêm về lịch sử. Hai tuần trước đã gửi một cuốn qua cho chị nhưng bị thất lạc. Có lẽ tôi đã viết sai địa chỉ. Thành thật xin lỗi. Nhà tôi đã lục lại địa chỉ và gọi chị hôm qua để xác nhận. Hôm nay tôi gửi tặng cuốn sách này. Hy vọng chị có thêm tài liệu về lịch sử Việt Nam của chúng ta. Tiện đây tôi muốn giới thiệu mấy cuốn sách của người ngoại quốc đã viết mà có liên quan đến lịch sử của Việt Nam trong thập niên 60, được coi là trung thực đến nền đệ nhất Cộng hòa Việt Nam. Những sách này hầu hết đã cũ. Khi có giờ chị cố tìm mua để mà đọc From Trust to Tragedy của Fidesz Notting. Tôi rất quý cuốn sách này, chị cố mua cho được cuốn sách này. Death in November của Elias Hammer. Và cuốn thứ ba là Our Vietnam Nice Mac của Maris Hagen. Và thứ tư là Con Rồng Việt Nam của Vua Bảo Đại. Và ba cuốn sách của cố Tổng thống Richard Nixon. Và còn nhiều nữa. Khoảng mấy tháng nữa tôi sẽ gửi qua cho chị. Chúc chị mạnh giỏi và an lành. Tôi thích được gọi là hai. Cảm ơn quý vị nha, đã gửi cho Lisa cuốn sách Ngô Đình Diệm và Chính Nghĩa Dân Tộc. Xin rất là cảm ơn nha. Cảm ơn những đây là quý vị. Cảm ơn Kim Đoàn, Kim Đoàn nha. Rồi, chúng ta đi vào bản tin ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên mà Lisa gửi đến quý vị và các bạn đó là bản tin Bà Sạch. Chị Lisa ơi, ngày 30 tháng 10 năm 2017 đã đốt sạch quán karaoke 5 tầng ở tại Hà Nội, gây rúng động toàn bộ Hà Nội vì không nghe lời cảnh cáo của Bà Sạch đến tất cả các quán kinh doanh chỉ biết ăn chơi đú đợn, không lo chuyện non nước thằng Tàu Cộng sắp lấy, cho nên Bà Sạch đã phát quà. Như Bà Sạch đã cảnh cáo khi đốt trụi quán karaoke Felix ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 18 tháng 10, 2017. Lần trước là sẽ Bà Sạch với tất cả các quán karaoke ru ngủ, sống ăn chơi, đủ đợt, thờ ơ đến vận nước, đang loạn lạc, cơ đồ của cha ông đang mất dần vào tay của lũ ngoại bang do lũ bán nước ở Bộ Chính trị, đứng đầu là thằng chó đè trầm lúc. Đúng 19:30 tối ngày 29 tháng 10 năm 2017, Bà Sạch đã phái một chiến sĩ của ta bí mật đột nhập vào quán karaoke giả ngồi lại đó, cà phê tại phố Xuân La, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội và đã ra tay khai hỏa ở tầng 3 và tầng 4 của tòa nhà này. Trong khoảng thời gian ngắn, ngọn lửa đã bốc cao, bao trùm ngôi nhà 5 tầng, làm các nhân viên và mọi người ở chung quanh hốt hoảng chạy tán loạn, chen lấn nhau, tháo chạy ra ngoài. Trong lúc hỗn loạn ấy, chiến sĩ ta cũng đã rút lui an toàn. Hơn 13 xe chữa cháy đã được điều động đến từ các phòng cháy chữa cháy số 2, số 3 và số 6 của cả thành phố Hà Nội đến để cứu hộ và chữa lửa. Nhưng đã hoàn toàn thất bại thảm hại. Thậm chí có chỗ phải dùng đến búa tạ mà đập tường để vào cứu. Đến gần 3 tiếng đồng hồ sau, ngọn lửa mới bị dập tắt sơ bộ gần hết các tầng 2, tầng 3 và tầng 4 với tất cả gia sản thiết bị, dụng cụ, máy móc đều đã bị cháy, thiêu rụi, không còn một cái gì cả chị Lisa ơi. Đến nỗi mà đảng đĩ cũng không dám quay để mà vấn đề là đưa lên về những cái hình ảnh. Các bạn thấy rõ ràng là như vậy, những cái vụ cháy và vấn đề là lớn như vậy nha. Cảm ơn các bạn. Và tiếp theo bản tin thứ hai, bà quả lại ghé thăm một kho chứa phế liệu của một xưởng sơn ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 11 giờ trưa ngày 30 tháng 10 năm 2017, một kho chứa phế liệu của một xưởng sơn đang thi công tháo dỡ nằm trên đường số 41, phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ bị Bà Sạch khai hỏa và bốc cháy dữ dội. Lũ phà cháy cho cháy quận 8
đã điều động 3 xe chữa cháy cùng nhiều thằng cán bộ đầu bò đến hiện trường để tiến hành dập lửa. Khoảng hơn 30 phút, đám cháy bị dập tắt. Tuy nhiên, vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ vật dụng ở trong kho này. Chị ơi là chị, rất là vui. Các bạn tặng nhiều cành bông nữa cho nhiều chiến sĩ của ta. Hãy tiếp tục trong bóng đêm phá nền kinh tế của đảng Mỹ, phải đốt sạch sẽ cho chị. Ngày xưa, nó khi mà nó nằm vùng, nó đã đi ra, nó luyện lựu đạn, nó phá chợ, nó phá kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa. Thì bây giờ thằng Tàu cắm vào, chúng ta phải phá như vậy. Đây là hiện trường, toàn bộ vấn đề là kêu bằng là chỗ Hãng Sơn đã bị cháy và thiêu rụi nằm ngổn ngang, bị khét đen hết trơn. À, cho mẹ ở đó mà bố mẹ thất bại. Thất bại đâu? Thất bại mà tao đốt lửa ào ào mà đặt mẹ nó có thất bại. Mấy cái lũ trẻ trâu tụi bay thất bại, mẹ tụi bay hả? À, đó, tao bay kêu phòng cháy chữa cháy, tao bay đặt camera rốt cuộc dựng cháy ào ào ào. Mày đặt gió mẹ mày rồi đây mày thất bại. Ba quả thiêu rụi 100 mét băng tải tại nhà máy đường Tuyên Quang nữa. Chị Lisa ơi, hôm nay cháy nhiều quá chị ơi. Công nhận ba sạch của chị, nó nằm im 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 như là con rắn hổ mang. Tới chừng nó ngóc đầu dậy là ai cũng phải kêu trời. Khoảng 12 giờ 30 ngày 30 tháng 10 2017, hệ thống băng tải truyền của nhà máy điện sinh khối mía đường Tuyên Quang tại thôn Tân Bình, xã Bình Sa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đã bị một chiến sĩ vô danh bất ngờ đột nhập và đốt cháy tan tành. Ngọn lửa trên băng tải truyền này đã lan rộng ra nhanh một cách lạ kỳ và bình thường băng tải không có cháy lan lẹ được. Lũ cảnh sát phải cháy cho cháy tỉnh Tuyên Quang đã điều 3 xe cứu hỏa đến hiện trường khống chế và dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, vụ cháy đã thiêu rụi hơn 100 mét băng tải truyền. Nguyên nhân gây cháy đang được các cơ quan đầu bò của lũ đảng Đĩ chuẩn bị điều tra đó chị. Để cho nó điều tra đi. Do chập điện. Những con chó nào mà bưng bô cho đảng Đĩ, các em cũng tìm cách dùng một cái mồi lửa luyện vô trong cửa sổ của nó. Ở tại Việt Nam, nhà ban đêm nó ngủ, nó không đóng cửa sổ, mà dù cho nó có đập cửa sổ, có mấy cái khe, các em thọt mẹ bông gòn vô cho nó cháy ở trong trẩm cũng được. Còn nhà mà nó kéo cửa sắt, nó lấy nguyên ca xăng tạt ở ngoài, tạt vô trong trẩm rồi phật lửa vô, bắt đầu phật lửa để cho nó cháy thử trong cháo ra. Tạt mẹ nó vô thì chỉ cho. Tất cả những cái nhà nào mà nó bưng bô cho đảng Đĩ khốt nạn thì phải lên đây là kêu bằng là mẹ nó ra hành động vậy cho chị nhé. Chị ơi, quả quạng tại căn nhà gỗ 100 mét ở Đà Lạt, đồ đạc bị thiêu rụi hoàn toàn luôn đó chị à. Trời ơi, cháy quán karaoke 5 tầng ở Hà Nội, nhưng đây là kêu bằng rung động chị ơi. Cứ việc tới luôn cho chị, tới luôn bắt tài thôi. Tới luôn cho chị đi, không có nói nhiều nữa. Bây giờ không có cần phải nói nhiều nữa. Bây giờ không có cần phải nói nhiều nữa. Bây giờ không có nói nhiều. Đây. Đây là vấn đề là kêu bằng đó là ở tại vấn đề là kêu bằng đó là mẹ nó ra nhà máy của Tuyên Quang 100 mét vuông. Ở trái còn cái khung không, các bạn thấy đẹp ghê không? Ở trái còn khung không đẹp ghê không? Cứ nhiều tao bay xây lên như tao đốt mẹ hết trơn. Đó, những mấy cái đảng Đĩ mà nó lấy nhà cửa, nó lấy đất của bà con đó. Bây giờ thưa gửi hoài mà nó cứ đưa thằng Tàu vô hoài, cứ việc cho con nít nhỏ cầm xăng ra luyện vô phóng quả như vậy, coi coi nó chịu nổi hay không. Xây lên là phóng quả, xây lên là phóng quả, mình là thổ địa ở đó mà làm sao nó sống được. Ngày xưa chị ở đó hả, mà khu nhà văn hóa cái nghĩa địa của người ta đó, mà bắt đầu là kêu bằng là nó giải tỏa rồi. Lúc đầu thì nó lên nó quảng cáo ào ào, tới coi sau này những hồn ma bóng quế người ta làm sao mà ảm đạm mẹ nó ra cái khu đó, không ai dám ở. Làm ăn ế sình ế xịt luôn. Gấu đem về chết, gấu đại bàng đem về thuốc đại bàng chết, đem thuốc chuột rải ra cho đại bàng mổ ăn, nó chết mẹ nó luôn, khỏi làm sổ thú nữa. Nó rốt cuộc rồi chịu hết nổi rồi, mẹ bắt đầu là sao này, cái thằng chó đẻ ở quỷ bang bắt đầu là kêu bằng phân mấy cái lô nghĩa địa nó ra để mà vấn đề là nó giải tỏa đất của người ta ở đường phố, nó đưa ta vô nghĩa địa ở. Nó khốn nạn như vậy đó, khốn nạn như vậy đó. Rồi cái người dân Việt Nam của mình đó thì bắt đầu là đi tới đó biết đó là cái nghĩa địa rồi, cho nên bắt đầu là cũng sụt sùi, bắt đầu là làm cơm canh đồ kia đi ra cúng.
Nó thôi bây giờ cái đảng đỉ nó tàn ác quá, nó cướp nhà tôi giờ cũng khổ quá. Bây giờ tôi tới đây tôi biết đây là phần mộ của mấy người, tôi không phải giành giật cái gì. Nhưng mà nó cướp đất rồi, nó đưa cho tôi vô cái miếng đất này thì thôi, được đồ hộ cho con cháu của tôi, đừng có hành hạ nó nữa, đừng làm cho nó bệnh hoạn. Tôi cúng con gà để tôi ra lễ, để tôi giọng cọc đồ xuống đây. Mà vấn đề là cái bằng là tôi cất nhà, cất cửa, tôi ở chung với người chết của quý vị luôn này kia kia nọ. Mà chị vô có nghĩa địa lúc đó chị còn nhỏ, chị vô cho thấy nhà nào mẹ giọng cột cũng là cúng kiếm hết trơn với trời. Ôi là trời, tao nói khốn nạn vô chưa từng có. Đó cái đảng đỉ của tao cộng sản vậy đó. Khốn kiếp vậy đó. Nói tới cái đảng đỉ cộng sản là nó như vậy đó. Chị ơi là chị, hello chị đẹp. Tối nay chị lên sóc chị chửi mấy thằng đài của lũ vẹm. Nó phát toàn là phim của thằng Tào Cẩm, nó chuyện xí xô xí xào, nhòi sọ tư tưởng của dân Việt Nam. Em nhìn là em thấy ứa gan rồi. Em thấy phim Tào là em ói mửa rồi. Em tắt mẹ nó hết trơn. Chị ơi là chị, thì nó bắt đầu nó giả bộ đó. Giả bộ bắt đầu là cái bằng là mẹ nó ra nó tuyên tuyên truyền đó. Xạo chết mẹ luôn. Phiên gì mà cầm 4-5 cây dao chém mà mẹ nó găng con gái mới có mười mấy tuổi mà đặt quánh mẹ nó ra chửi đồ kia, rồi dùng nội công đồ kia, mẹ nó ra bắt đầu là kêu bằng đó là nó mẹ truyền công đồ kia, rồi khói đồ kia bay lên. Mẹ lúc đó tuổi trẻ trâu ở Việt Nam á, mẹ nó coi giết là nó bị nhiễm. Khi không cái hai thằng mẹ nó ra nó mà trẻ trâu, nó mới có 7-8 tuổi 10 tuổi vô nó coi phim kiếm hiệp cô gái đồ lâm đao, cái ra thằng kia bắt đầu giả bộ ngồi xuống, mẹ cởi trần ra, mẹ nó ra cái tao nói hả, xương sườn xương sống lòi ra mấy cây. Mẹ nó ra bắt đầu lúc đó chị còn nhỏ, nó kêu chị lại, chị đứng chị coi sao thằng kia có mà đặt chạy lại truyền âm đó. À, lấy cái tay truyền âm vô, mẹ truyền nội công vô trong ngực được kia, bắt đầu ngồi gồng mình được kia, nhìn thấy ớt thiệt á. Trời ơi là trời, nó thời gian đó mẹ nó ra lúc mà chị còn nhỏ ở Việt Nam. Rồi cái đi vô trong trường học, cái nó ngoài cổng trường nó bán vào cái hình của thằng Trương Bắc Giới, thằng Tề Thiên rồi ôi. Rồi bắt đầu là kêu bằng nó bán tấm hình đậm đầm mua về chèn hòm. Hồi nhỏ nhớ chị ngu dễ sợ luôn vậy đó. Mấy đứa trẻ trâu mà lúc đó thời trẻ trâu mà, tao nói mua mấy cái hình đó về để dành chèn hòm. Hãy nói phim gì ra cái là lật ra có mấy tấm hình con nhỏ nhỏ vuông vuông và chắc giờ hết mẹ nó rồi đó. Sau này lớn lên biết rồi mẹ đem đốt mẹ nó trơn. Bởi vì nó khốn nạn vậy đó. Vì Khương Đại Vệ rồi Lưu Tiết Qua Tằng Hán, cái con mẹ gì mẹ cứ mua mấy cái hình xàm lờ không bực bội thì thôi, khốn nạn vậy đó. Em gửi chị, em bức xúc quá chị yêu ơi, dân mình còn vô cảm quá chị ơi. Thấy bà lão bị tai nạn nằm bất tỉnh mà không ai đưa đi cấp cứu hết, chị đứng đó nhìn thôi, tội nghiệp bà lão quá chị ơi. Ở nước ngoài không bao giờ có chuyện như vậy, họ không vô cảm như người Việt Nam của mình. Thấy buồn cho một đất nước Việt Nam quá chị ơi, do sự lãnh đạo tàn bạo của chế độ độc tài đó, do cái xã hội nó bất công mà con người nó mới vô cảm như vậy đó. Cho các em biết, ở trong một cái đất nước mà cái văn hóa người ta có là do cái nền chính trị người ta như thế nào. Các em coi người Nhật Bản đi, một em bé mới có 5 tuổi băng qua đường, xe chạy nó tự giác nó ngừng lại. Khi em bé băng qua đường rồi, em bé cúi đầu và chào cảm ơn cái người tài xế đó, mặc dù không biết mặt người đó là ai. Ở bên Mỹ này cũng vậy, đúng tới 3 giờ chiều hoặc 7 giờ sáng khi mà xe bus mà bắt đầu chở học sinh đi học, tất cả những tuyến đường ai chạy xe dù gấp cỡ nào cũng phải ngừng lại khi mà bản xì tớp đưa ra để cho các em học sinh đi lên trên xe bus xong rồi thì bắt đầu mới chạy. Khi đưa các em về nhà cũng vậy, khi mà đưa các em về nhà rồi ngừng lại là các xe đều phải ngừng lại hết, nhường cho xe học sinh để cho các em học sinh đi xuống để mà đi vô trong nhà. Còn ở Việt Nam nó cán mẹ nó lên luôn, khốn nạn như vậy đó. Các bạn thấy hình ảnh nó khốn nạn như vậy đó, đừng có nói tới nữa đó. Một bà lão mà vấn đề là bị quánh như vậy đó mà nó nằm làm thinh, bị tai nạn nó nằm nó làm thinh, các bạn thấy ở trong cái xã hội 80 tuổi rồi đó mà các bạn thấy khổ ghê không. Ở trong cái chế độ đảng đỉ nó 80 tuổi rồi đó mà phải đi bán vé số rồi bị tai nạn nằm ai cũng bỏ đi luôn hết trơn. Các bạn coi đó, những cái hình ảnh mà thấy là đau lòng đó. Bán vé số rồi bắt đầu là bị tai biến mạch máu não, ngã nằm lăn ra đất. Các bạn thấy đó, cái thiên đường, đó cái xã hội mà bình yên của cái lũ con cháu thằng già hồ nó nói bình yên cái kiểu như vậy đó. Đó các bạn thấy, các bạn chứng kiến đi. Những người nào mà ở bên Mỹ này rồi các bạn mới biết, ở bên đây có bao giờ một cụ già mà gần 80 tuổi đi bán, đi kiếm mưu sinh không? Ở bên đây người ta phụ nữ 62 tuổi là người ta ở nhà rồi, người ta ăn tiền già rồi, đâu có cái cảnh khốn nạn như vậy. Chỉ có con cháu thằng già hồ nó mới mất dạy như vậy thôi, cai trị người dân như vậy đó.
Chị Lisa ơi, chị Lisa à, nếu có thể chị kêu gọi đồng bào trong nước dồn dập biểu tình trong những ngày Tổng thống Donald Trump viếng thăm Việt Nam. Nhiều nhóm kéo vào thành đông, mỗi nhóm cầm banner đòi Formosa cút khỏi Việt Nam, nhóm đòi cộng sản trả tự do cho anh chị em tù nhân lương tâm, nhóm đòi nhân quyền đòi hỏi chống tham nhũng, nhóm đòi thanh trần mũ kim tiết, nhóm đòi lên án thằng Trọng Lũ, nhóm đòi ngưng áp đảo tôn giáo, song song với chiến dịch ba sạch nổi lên dồn dập để bọn chó nó hoang mang. Thêm nữa, vì bọn cộng sản sẽ tủa an ninh bủa vây, nên anh chị em trong nước nên message cho lãnh sự quán Mỹ báo chúng tôi yêu cầu Tổng thống Trump viếng thăm dân tình, vì chúng tôi đang mong muốn đưa thông điệp nhưng bị ngăn chặn. Hy vọng bà con nghe theo lời chị và can đảm cùng nhau lên tiếng nói. Chị Lisa kêu bà con trong nước hóa trang trong ngày Halloween rồi hoạt động ba sạch, tụi nó sẽ không nhận ra mặt, lợi dụng ngày đó để làm việc tối đa ba sạch chị ạ. À, nói thì dễ lắm, nhưng mà bây giờ đó nó đi tới nước chủ nhà của người ta, nước Mỹ là nước lịch sự. Ông Donald Trump đi tới họp cũng như bao nhiêu nguyên thủ quốc gia, vệ tinh nó chỉ chiếu ngay ở Đà Nẵng. Cho nên nếu mà nói ông Trump mà đi gặp mọi người, Lisa nghĩ chắc hơi khó. Bởi vì thằng đảng địa nó giả bộ nó gài tụi cờ đỏ rồi kia, nó nói tôi không bảo vệ an ninh cho một ông tổng thống sao. Ngày xưa đó những ông lãnh sự quán cũng vậy, người ta muốn đi đến gặp những nhà dân chủ, bắt đầu nó bao vây, nó cho những thằng mật vụ là toàn là côn đồ không, bắt đầu đi ra giả bộ, bắt đầu là kêu bằng kiếm chuyện quánh người ta. Đảng địa nó là như vậy. Rồi cái bắt đầu là cái bạn nó quánh người ta, rồi gọi tới công an, bây giờ nhờ công an là tới những này là can thiệp. Nó nói là tại vì tôi kêu các ông rồi, ở trong lãnh sự quán của các ông thôi, các ông không ở, các ông đi ra ngoài đường thì tôi không bảo vệ được tánh mạng, bởi vì cái xã hội nó mất dạy vậy đó. Ngay cả những người ở nước ngoài cũng vậy đó, các bạn thấy rồi đó, người ta về người ta muốn gặp những người như mẹ nắm, những gia đình đồ kia, thì bắt đầu là nó chặn ngõ trơn, nó không cho ta vô gặp mặt, nó không cho ta nói chuyện. Kể cả hòa thượng Thích Quảng Độ, người ta muốn đi vào hội ân xá quốc tế, người ta muốn vào gặp, nó cũng chặn trước cửa luôn, cái bộ nó cho giang hồ cầm ná cầm đồ kia bắt những cái người nước ngoài. Hoặc là nó vô nó đưa những cái thằng xì ke, bắt đầu là nó muốn nó cho tiền cái thằng xì ke cho bộ đi nghênh ngang tới đó, không biết tiếng Anh con mẹ cho nhưng mà không tới đó kiếm chuyện, chặn không cho vô. Múa tay múa chân lên, ta nói cái xã hội nó mất dạy như vậy. Các bạn thấy nó khốn nạn như vậy đó. Trời ơi chị ơi, Hải Hùng trường mầm non luộc gà còn nguyên nội tạng, còn nguyên cứt gà để cho trẻ em ăn kìa chị à. Trời ơi là trời, nó mầm non của đất nước đó, thằng già hồ nó dạy. Nước Việt Nam mà có sánh vai với các cường quốc là nhờ tuổi trẻ của các cháu ăn cất gà đó, đó. Đây là tờ báo mà những đây là báo mới nó đăng nó nghe, không có tao xuyên tạc đâu, nghe cái lũ đầu bò tao bay vô tao bay đọc đi nè, tờ báo mới nó đăng lên đi nè, không có tao tao ngồi tao dựng chuyện đâu, mấy em ở trong nước nó đưa cho tao coi nè, mẹ tao còn nhiều chuyện đó, tao không có ở không đâu, rảnh hát đâu mà tao dựng chuyện tôi bay lên nha không. Đây là báo đăng đó. Hôm nay là ngày 30 tháng 10 2017, xã hội càng ngày càng bất nhân, nguyên nhân tại đâu? Nhà trường đã đem gà còn nguyên diều, nguyên cất, nguyên phân cuốn họng để luộc cho các con các cháu của chúng tôi ăn thì không thể chấp nhận được. Sự việc xảy ra vào ngày 26 tháng 10 năm 2017 tại trường mầm non Tân Phong, xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Cụ thể ngày hôm đó, một số phụ huynh đã chở con em mà đến trường học, có ghé qua bếp ăn của trường. Tại đây các phụ huynh bàng hoàng phát hiện các nhân viên nhà bếp luộc gà bẩn cho trẻ em ăn, tức là con gà chỉ cần nhổ lông xong thảy vô, không cần mổ bụng, không cần lấy ruột gì hết, cứ việc đem ra cắt cho các em ăn. Theo phản ánh của phụ huynh, những con gà còn nguyên nội tạng, còn nguyên cuốn họng được xếp vào nồi để chuẩn bị luộc. Chứng kiến sự việc này, các phụ huynh không khỏi bàng hoàng và đặt câu hỏi về chất lượng thực phẩm ở trong trường mầm non Tân Phong như thế nào. Sau khi được bàn bạc xong, thì cuộc họp của lãnh đạo trường mầm non nói, các em còn nhỏ, cho nên hệ điều hòa tiêu hóa của các em mạnh lắm. Sở dĩ cho gà còn nguyên nội tạng như vậy để các em ăn có nhiều canxi. Bởi vì khi mà ăn phân gà cũng như là ruột
cũng như là tất cả những bộ đồ của con gà mà không làm thì kể như là các em sẽ cứng xương, và xương các em sẽ khi bị tai nạn xe đụng, xương nó không có gãy. Trời đất quỷ thần ơi. Đó các bạn thấy không? Tại vì nít nhỏ đó cho nên hệ hô hấp nó không giống như người già, cho nên để gà nguyên phô cau, nguyên ruột gan đồ kia như vậy đó cho ăn để nó có nhiều canxi, đặc biệt là ăn cứt gà đó. Bởi Lisa chửi á, ăn cứt gà các bạn thấy đúng không? Các bạn thấy Lisa chửi ăn cứt gà, các bạn thấy đó, đó lạng quạng mấy thằng dư luận viên nè, tụi bay ngày nhỏ tụi bay vô trường mầm trường chồi tụi bay cũng ăn cứt gà đi, bây giờ tụi bay khôn quá đó, đó. Cho nên tụi bay khôn quá khôn đó, biết không? Đó mà tao chửi cái lũ ăn cứt gà mà đâu có ai đâu. Trước sự việc này, ngày 28 tháng 10 tại Ủy ban Nhân dân xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, lãnh đạo trường mầm non Tân Phong tổ chức cuộc họp với phụ huynh. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo xã Tân Phong, đại diện lãnh đạo công ty Phúc Khang, đơn vị cung cấp thực phẩm cho trường mầm non Tân Phong, và hàng trăm phụ huynh khác đã rất là bức xúc, phản ứng dữ dội với việc làm của trường mầm non, nhưng mọi việc đều bị im lặng. Đều bị im lặng hết trơn, mẹ nó ra đó thèm lắm, mẹ lên tiếng lắm. Khóc nè. Tao nói đẻ đứa con nó kháo khỉnh mà gửi cho đảng đi, nó vô nó nhòi sọ riết là cũng bị tâm thần. Bởi cho nên ở Việt Nam các bạn thấy tâm thần không là vậy. Tối nay chị lên chương trình cho người dân xem nghe chị, trời ơi sợ hãi quá chị ơi. Chào các bạn, lâu nay thì mình nghe nói cái đồ Trung Quốc rất là nhiều, nhưng mình chưa được chứng kiến. Ví dụ chẳng hạn là mấy cái đôi dép á, thì có cái gì ở dưới dép á, có cái cục gì đó nó bỏ trong dép, mục đích làm gì mình cũng không hiểu luôn. Làm cho quà. Và cụ thể thì là thời gian gần đây có rất là nhiều người khuyến cáo về những cái áo trẻ em đó. Áo trẻ em mặc vô thì là nghe nói đâu đi học mặc mỗi ngày mà, cho nên khó. Nó ngứa thôi, áo ngực thì nó để đồ cho ung thư vú chết vậy. Khỏi nói rồi. Trời ơi chị ơi, là chị đau lòng lắm chị ơi. Một câu chuyện đang gây phẫn nộ khi một em nhỏ 10 tuổi bị rối loạn tiêu hóa đã phải thiệt mạng do sự tắc trách của các y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai Hà Nội. Và ngay trong buổi sáng ngày hôm nay, Chuyển động 24 giờ đã về đây để ghi nhận. Người đàn ông này vô cùng đau xót khi sáng nay anh vừa mất đứa con gái yêu quý mới 10 tuổi. Trời ơi, xỉu rồi. Mẹ ra nuôi 10 tuổi rồi giờ ngã xỉu xuống, mẹ nó vô tất tắc, có bác sĩ nó vô nó làm sao nó chứ tốt. Nguyên nhân dẫn đến cái chết bất thường của khốn nạn vô cùng. Các bạn thấy nó, Lisa nói đúng không? Một cái xã hội nó bất an, Lisa có nói cái gì sai không? Các bạn nhìn đi, càng ngày các bạn càng nhìn đi. Rồi bây giờ cướp đất người ta, ta phải đem quan tài ra để mà người ta vấn đề là giữ đất luôn. Các bạn thấy có cái xã hội nào mà nó khốn nạn vậy không? Bây giờ đất cát của ông bà mình nó cướp, nó bán cho thằng Tàu Cộng, bây giờ phải mang quan tài ra để mà mẹ nó ra để đó để mà giữ đất là một mặt làm sao? Đó, đó, xã hội đáng sống không? Xã hội đáng sống đó. Trời ơi, Lisa nói thiệt, không có đáng sống đâu. Cho nên các bạn đừng có nghe lời. Trời ơi chị ơi, mẹ nó ra là luật gia đó chị, mà bị bắt giam hơn 13 tháng. Cho nên nữ luật gia đòi bồi thường 37 tỷ đồng. Đòi thường ít vậy. Kêu nó đòi thường 100 tỷ đồng, không biết nó đòi thường chưa. Nó đối với đảng đỉ là phải trừ hao lên. Kêu nó bồi thường 100 tỷ là giỏi lắm, nó bồi thường chừng 2 tỷ à, hoặc là 1 tỷ đồng thôi. Chứ đó mà mẹ nó bây giờ kêu ha bồi thường cho nó. Bây giờ bà kêu nó bồi thường 37 tỷ là nó bồi thường cho bà giỏi lắm là chừng 37 triệu thôi à. Đó, cho nên nè nè đó. Bỏ tật bưng bô đi, nè nè, đó. Bây giờ bị nó nắm đầu vô, nó nhốt quan ở trong tù rồi. Tao nói cái ngành mà, một cái chế độ mà vấn đề là nó độc tài là nó khốn nạn như vậy. Luật gia đó nha, luật gia Trần Thị Ngọc Nga ngụ ở tại thành phố Hồ Chí Minh vừa nộp đơn đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao yêu cầu bồi thường tổng cộng 37 tỷ Việt Nam đồng tiền già hồ vì bị bắt giam quan hơn 13 tháng trời. Tôi gần như mất tất cả sau biến cố này. Hơn 6 năm qua tôi muốn làm lại từ đầu nhưng gặp bao nhiêu trở ngại chỉ vì từng mang thân phận lừa đảo. Nhiều đối tác không dám làm ăn với công ty luật của chúng tôi gây thiệt hại nặng nề. Bà Nga lý giải mong được giải quan. Cái mẹ gì nó muốn bắt ai là nó bắt chứ sao. Cụ thể là công an tự nhiên không biết nghe lời trình báo của ai đến chụp tôi rằng là tôi lừa đảo, rồi sau đó bắt tôi vào và ép tội tôi và nhốt tôi cho đến 13 tháng. Các bạn thấy khốn nạn ghê không? Các bạn thấy khốn nạn hay không? Đó, ở Việt Nam là nó như vậy đó. Đảng đỉ Cộng sản đang phô trương lực lượng tại Đà Nẵng trước
thềm hội nghị APEC sắp tới nhằm hù dọa toàn dân Việt Nam không dám hó hé đó chị. Tình hình đàn áp, cướp bóc của nền cai trị độc tài của chúng. Nhưng thật ra chúng có dám ra tay đàn áp không? Vệ tinh của quốc tế luôn xây quanh khu vực này nhằm theo dõi mọi động thái của đảng địa. Chúng bảo với quốc tế là dân yêu đảng, nhưng chúng lại lo sợ toàn dân khi có sách khách quốc tế đến nhà. Đảng địa phô trương lực lượng như vậy để người dân không dám ra đường biểu tình, và khách quốc tế sẽ nghĩ rằng Việt Nam đang rất yên bình đó mà. Cho nên chị kêu gọi toàn dân Việt Nam phải mạnh mẽ lên, phải đoàn kết với nhau. Toàn dân có dám mạnh không? Toàn dân có dám ào ạt xuống đường tạo một làn sóng trong hội nghị APEC hay không? Cái đó là còn để cho toàn dân Việt Nam. Còn nếu một nhóm người, 1.000 người, 100 người bảo đảm nó sẽ dập tắt ngay. Ít nhất là phải 10.000 người, 50.000 người, 100.000 người, toàn dân ở tại Đà Nẵng này phải nên thực hiện ào ạt xuống đường để mà đòi yêu cầu tấm đầu thằng Tàu Cẩm ra, đòi phải trả lại bán đảo Sơn Trà. Toàn bộ dân quan ở các nơi phải ôm ập trở về đây, phải tạo lên gần cả 1 triệu, 2 triệu người để coi nó dập đàn áp hay không. Nếu mà nó đưa xe tới làm loạn luôn cho chị, để mà những này giống như những cuộc cách mạng qua màu, coi coi nó dập đàn áp hay không. Chỉ có như vậy thì toàn dân mới thắng. Chỉ có như vậy thì toàn dân mới thắng. Nha. Chỉ có như vậy toàn dân mới thắng. Còn mà nếu mà biểu tình mà lơ tơ mơ như những lúc trước thì chị nghĩ rằng không đi được tới đâu đâu. Tốt nhất thôi đừng có biểu tình. Chị ơi, là chị con trai của thằng Nguyễn Bá Thanh đã bị làm thôi làm bí thư thành đoàn Đà Nẵng. Đại hội bầu ra bí thư thành đoàn Đà Nẵng nhiệm kỳ mới thay thế cho biết ông Nguyễn Bá Cảnh, con trai của cố bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh, đã bị đuổi ra khỏi ngành và không còn làm bí thư thành đoàn nữa. Đây là một cú chơi kêu bằng truy cùng đuổi tận, sợ con ta Nguyễn Bá Thanh trả thù, cho nên bây giờ là kêu bằng giết chết. Để mà vấn đề là khỏi gây hậu quả sau này chị ơi. Tao nói rồi mà. Thấy không? Tao nói rồi mà. Trời ơi là trời. Nó giết ba mày rồi, nó sợ mày la làng, nó cho thế giới biết bắt đầu là nó giả bộ, nó đưa mày vô làm bí thư thành đoàn cho mày ngậm cái miệng mày lại. Rồi bây giờ mày nguôi ngoai ba mày chết được 3-4 năm rồi, thì bây giờ nó bắt đầu là mày đã biết được rồi. Biết được là ai là người thuốc ba mày, chính là thằng Phát Niệm chứ ai, cùng quê với ba mày đó. Thì bây giờ nó tìm cách nó thanh trừng mày, bởi vì mày có những cái phát biểu vừa rồi mày la làng lên là vấn đề là gom tiền gom bạc với trong giáo dục, nhưng mà liệu có đạt chất lượng hay không. Thì bây giờ nó đuổi đầu mày ra khỏi bí thư thành đoàn, lãng quảng nó giao cho lũ cờ đỏ chụp đầu mày là thành phần phản động, nó đẩy mày về bên vấn đề là phe của vấn đề là bao que bên đây nè đó. Đó để mà vấn đề là nó đẩy hết qua đây đi các con. Cái lũ chó đẹp đắp cờ đỏ, tụi bay đẩy hết qua đây, đẩy hết nhiều người dân nào, tụi bay đẩy hết qua đây cho tao, tao ôm hết. Đẩy qua đây tao ôm hết cho. Nha. Trời ơi chị ơi, nó giáo dục kiểu gì mà nó khốn nạn quá chị ơi. Là chị bây giờ nó giết cha người ta rồi, bây giờ nó còn hạ tới con người ta vừa. Chị đã nói rồi. Chị ơi, là chị đảng địa nó nói muốn hòa giải với người Việt hải ngoại, vậy nó phải trả lại tên Sài Gòn ngay cả trên giấy tờ hộ chiếu căn cước. Điều này là tối thiểu trước khi nghĩ đến chuyện khác chị nhỉ. Em khỏi lo đi. Bây giờ ngộ lắm. Ông đại sứ Ted Osit đó cùng với phái đoàn đi tới để mà dâng hương, để mà vấn đề là kêu bằng là mẹ tưởng nhớ những người mà vấn đề là Việt Nam Cộng Hòa, nó là nó đưa cho 1-2 thằng chó đẻ nào đó mà đặt lên chửi bới thì tao bay không vô lãnh sự quán của Mỹ, tao bay chửi chi vậy. Chị ơi, chị cô giáo mầm non nhận 1.3 triệu tiền lương, cô giáo ngồi quỵ xuống khóc miếu cái mặt, thấy ghê lắm chị ơi, tội nghiệp quá chị. Bà nói rằng là tôi dạy 37 năm, sau khi tôi nhận được 1.3 triệu tôi bàng hoàng như chết lặng. Rồi bà khóc là chị ơi, là chị. Bà nói rằng là những gì mà đảng bắt tôi học tập chính trị để nhồi sọ cho tuổi trẻ tôi đều làm hết. Bằng chứng là tôi có những bằng khen mà rốt cuộc rồi sau khi xài tôi xong rồi vắt chanh bội vỏ. Cái lũ chó điên chó dại dư luận viên, tôi bay nhìn cái gương đi, 37 năm nhồi sọ, trình độ còn hơn cái lũ đầu bò, cái lũ ăn mặn đái khai của tôi bay nữa. Mà rốt cuộc rồi bây giờ phải như vậy đó. Nó rốt cuộc bây giờ phải như vậy đó. Tôi bay coi đi, để mà tôi bay học, tôi bay hỏi, tôi bay bằng không. Cầm quyết định tôi chết lặng khóc không thành tiếng. Ai ai cũng bất ngờ, các giáo viên khác chỉ biết ôm lấy tôi rồi khóc theo.
Cô Trương Thị Lan kể lại lúc nhận lương hưu chỉ có 1 triệu 3 đồng. Tôi như chết lặng, tôi đã bỏ ra 37 năm dạy học. Cô giáo khóc miếu máu về mức lương của mình. Trời ơi là trời, căm căn nhà nhỏ lụp sụp thôn 11, huyện Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Cô Trương Thị Lan tâm sự mấy ngày, giáo viên bây giờ buồn lắm, không biết ai nói gì nói. Đó, các bạn thấy đó, cô Lan đó. Cô Lan dạy 37 năm rồi đó. Các bạn thấy không? Đó. Nhồi sỏ Hà Tĩnh cho đã đời, giờ nó đưa có 1 triệu 3 thôi. Bây giờ khóc ở trong căn nhà lụp sụp như vậy. Bởi vậy cho nên cô giáo Lam đó. Cô giáo Lam cô làm một cái bài thơ mà đất nước mình ngộ quá phải không anh đó. Cô này mà chừng nữa mà về hưu rồi đó là kể như nó khỏi cho đồng bạc nào. Lạng quạng nó tìm cách nó đuổi luôn, nó khỏi cho dạy luôn. Bà này nó trả cho mẹ nó ra vấn đề là kêu bằng 1 triệu 3 là đỡ đó. Mẹ nó ra lạng quạng là kêu bằng là xong luôn rồi đó. Chứ không phải giỡn mặt với nó đâu. Các bạn biết cô giáo Lam bài thơ đó mà gây vấn đề là kêu bằng: chị ơi chị, xe tải tông sập trạm bót vì bức xúc. Chị ơi, tin tức trong nước, xe tải tông sập trạm bót vì bức xúc nè chị à. Chị ơi chị chửi quá cho nên trạm cây lạy nó nói rằng nó sẽ giảm tiền thu bót xuống đó chị à. Nó giảm xuống là nó chỉ an dân thôi, các em phải đốt sạch cho chị chứ không có thể nào mà để vậy được. Các em mà hơi sức nào mà các em chẳng lẽ là để vậy, giá bộ nó sụt xuống như vậy là các em tưởng như là yên à. Phải đốt sạch cái trạm cây lạy cho chị, không có còn xó sổ luôn cho chị, phải đốt sạch cho chị chứ không phải mà giảm xuống vậy được. Chị ơi, người dân ở đây hân hoan lắm, sau khi chị chửi quá bót cây lạy bây giờ tự động nó rồi sụt giá xuống, nó không có thu phí cao nữa kìa chị. Người dân người ta cúi đầu người ta chịu được rồi, chị nghĩ như thế nào chị, mình có đồng ý không? Ngu gì chịu, đốt sạch, phá sạch cho chị những cái trạm bót là những cái mà hút máu của người dân mà ai mà chấp nhận. Trời đất ơi, chị chửi bên đây hao hơi tổn tiếng mà các em ở Việt Nam, bởi chị tức người dân Việt Nam mình quá. Mẹ nó giá bộ nó chim mồi nó giảm giá vậy tự nhiên giờ im ru hết trơn là sao? Cứ bùng nổ lên làm sao mà không lấy tiền mới được. Vào thời bao cấp đó, mỗi một cái tỉnh như vậy đó, mỗi một cái đoạn đường đó là nó xây một cái trạm để nó xét đồ lậu. Tức là con heo ở tại tỉnh này không được đi qua xã kia để bán. Nó ngăn xong cấm chợ. Tức là thí dụ cái chợ ở xã này không được đem đồ qua chợ kia bán. Hoặc là mày trồng ở tại nhà mày, mày không đem đồ ở đây, mày đi qua cái chợ khác mày bán. Mày bán là nó tịch thu hết. Cho nên ngày xưa mà người ta muốn lên Sài Gòn, bởi vì Sài Gòn người ta mua giá cao, bởi vì Sài Gòn đâu có nuôi trồng trọt. Cho nên những người ở miền Tây người ta muốn lên Sài Gòn người ta bán kiếm tiền là người ta giả làm có chữa, người ta để thịt heo trong cái bụng của người ta. Hoặc là người ta bó ở dưới chân người ta, con vịt đồ kia người ta bỏ vô trong trống, người ta trốn người ta đi để mà đi bán. Gọi là nó gọi đó là bán lậu đó, các bạn có chịu đòi nổi hay không? Chứ không phải được cho bây giờ đâu. Cái đó là thời ba, nó gọi là đi là mỗi một cái trạm là đều có. Rồi thằng đổ 10 tiếng heo đó, nó mới bắt đầu là nó để có 1 kg tôm để nó đi xuống dưới vấn đề là kêu bằng Kiên Giang để mà nó ăn nhậu ở dưới thôi. Đi qua cái trạm nó bị chặn bắt lại. Cái thằng lái xe nó ra nó nói: trời ơi, có đồng chí đổ 10, xe có đồng chí đổ 10 cho nên nó chỉ có 10 kg tôm thôi, cho nên anh thông cảm cho đi đi để phiền phức lắm. Cái thằng cai trị nó nói: đổ 10 gì, tao có biết thằng đổ 10 là thằng con kẹt nào đâu. Cho nên đổ 11 tao cũng bắt nữa, tại vì tao làm theo lệnh của cấp trên. Cho nên nó đem mẹ nó 10 kg tôm nó thảy ở trong cái trạm bót. Thằng đổ 10 nó không nói, nó về nó gọi điện thoại nó kêu dẹp mẹ hết mấy cái trạm mà ngăn xong cấm chợ này. Nhờ như vậy đó mà người dân người ta bây giờ mới đỡ được đó. Chứ mà hồi xưa mà nó còn ngăn xong cấm chợ là người dân bây giờ chết rồi, không có xã nào mà đi bán buôn mẹ gì được hết. Nó ngăn xong cấm chợ như vậy, cái thời bao cấp đó mà nổi tiếng, những người nào lớn tuổi đều biết được cái thời bao cấp nó khốn nạn, cái sự ngu xuẩn dốt nát của cái đảng cầm quyền và cái thời bao cấp nó như thế nào. Thở đời nay các bạn biết là một cái món hàng của mình phải quảng cáo cho toàn bộ thế giới người ta mua để mình làm giàu, mà trái lại thí dụ như bạn làm bánh xèo ngon thì chỉ có ở trong làng của các bạn bán, không được quyền quảng bá đi vô trong sân. Ngày xưa làm gì mà có bánh xèo miền Trung mà ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Mẹ mày mà làm bánh xèo ngon, mày ở ngoài miền Trung, mày ở trong cái xã mày làm đi. Quay con heo nào mà nuôi ngon là mày ở đó mày ăn rộng đi, mày ăn không được mày đổ mẹ nó đi. Còn bưởi năm rồi hả, mày ăn hết mày liệm mẹ đi, khỏi có chở đi qua tỉnh này qua tỉnh kia. Mấy cái tỉnh kia khỏi có ăn con mẹ, chứ không có biết bưởi năm rồi ra sao. Chỉ có ở ngày cây chăn chỗ những này là sản xuất ra nó thôi.
Còn ở tại Long Khánh đó hả, chôm chôm là Long Khánh ăn mất là đổ ra cho bò ăn chứ không có được quyền cầm đi. Mày cầm đi là tao tịch thu. Khốn nạn vậy đó. Chị Lisa ơi, hôm nay tiếp tục có nhiều cái tin nóng hổi về phá sản ngân hàng của đảng địa chị à. Chị nói cho toàn dân Việt Nam biết, sau khi kế hoạch phá sản ngân hàng bị lộ ra và người dân rút tiền ào ạt, thì đảng địa cộng sản đã đưa một thằng tiến sĩ giấy khác lên để mà mị dân và che giấu tội, che giấu cho kế hoạch phá sản ngân hàng. Lần này Việt Cộng đảng địa đã đưa thằng Lê Xuân Nghĩa lên tuyên bố rằng ngân hàng nhà nước có máy in tiền để sẵn, cho nên ngân hàng sẽ không phá sản được. Đây là chiêu mị dân của đảng địa cộng sản để dụ người dân không rút hết tiền ra và không rút vàng ra, nhằm giúp cho đảng địa cộng sản cướp được nhiều tiền hơn khi phá sản ngân hàng. Một khi Việt Cộng in tiền ra thì sẽ gây siêu lạm phát, làm mất giá tiền hồ, nên người dân chỉ nhận lại những tờ tiền vô giá trị mà thôi. Tuần này là cơ hội cuối cùng để người dân rút tiền ra trước khi đảng địa cộng sản cho phá sản ngân hàng. Đưa cái thằng chó đẻ khốn nạn này lên đây nè, để mà nó nói là ngân hàng có một cái máy in tiền thì làm sao mà phá sản. Vậy người ta gửi mấy trăm tỷ sao mày không đưa tiền cho người ta đi? Mày có cái máy mày in tiền vàng mã đó thì bây giờ tao gửi vô 100 tỷ để đưa mẹ nó đi cho tiền vàng mã, mà sao tao bay không đưa chi vậy? Tao bay đòi bồi thường 75 triệu cho người ta làm chi vậy? Trời mẹ ơi, có cái máy in tiền gặp tao, tao có cái máy đó rồi, người dân tới rút bao nhiêu tao cho rút mẹ trơn á. Bây giờ mày dụ người ta đã đời rồi, bởi vì làm ăn chính trị mà, trời ơi, uy tín là trơn hết. Bây giờ tụi bay đã in ra cái máy tiền giả như vậy rồi, mày không phá sản thì người ta gửi 100 tỷ, bây giờ mày trả cho người ta 100 tỷ đi. Mắc mớ gì mẹ mày, có cái máy in tiền mà tao vô người ta gửi 100 tỷ, mày đòi mày đưa người ta có 75 triệu, mày nói ngân hàng phá sản là sao? Đứa con nít 3 tuổi nó cũng đặt nghi vấn nữa. Mà cha mày, đồ thứ khốn nạn à. Cho nên các bạn cứ việc ở Việt Nam âm thầm giỏi đó, làm tiền giả cho Lisa, in tiền giả ra. Chị ơi, là chị khốn nạn như vậy đó chị, nó lừa bịp như vậy đó chị. Kế hoạch phá sản ngân hàng đã được thằng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định số 21/2017 để chấp thuận cho phá sản, tức là ngày 21 tây tháng 11 là tháng 10 đã ký rồi, sẽ có hiệu lực chị ơi. Quyết định này có hai phần, một phần là công khai và một phần là bí mật. Phần 1 là chỉ đền tối đa 75 triệu đồng cho tất cả những tài khoản nào của cá nhân trong ngân hàng gửi trên cả tỷ đồng. Nếu tổng số tiền gửi lên hàng tỷ đồng thì mới được đền bù tối đa là 75 triệu đồng. Nhưng nếu số tiền gửi ít hơn 75 triệu đồng thì người gửi sẽ không nhận được một đồng bồi thường nào cả. Đây là âm mưu ăn cướp trắng trợn do phe cách của Nguyễn Xuân Phúc bày ra, lợi dụng phá sản ngân hàng để cướp trắng tiền và vàng của người dân và doanh nghiệp làm ăn. Phần số 2 là phá sản các ngân hàng yếu kém và đặc biệt yếu kém dựa theo danh sách đánh giá của ngân hàng mà Quỹ ban giám sát tài chính của đảng đã gửi cho Nguyễn Xuân Phúc, yêu cầu Xuân Phúc phải công bố đó là ngân hàng nào nhiều tiền vàng nhất sẽ được cho phá sản trước. Để cướp sạch tiền của dân, ngân hàng nào có giá cổ phiếu cao nhất cũng sẽ cho phá sản trước để cướp sạch tiền của những nhà đầu tư. Chị ơi, là chị khốn nạn như vậy đó chị. Lisa đã nhận được nhiều cái tin mật. Tao báo cho thằng đầu bạc trộm lũ biết rằng thời buổi thông tin này, ở trong quân đội nó không có ngu ngục để mà nó nghe cái lời của mày, để mà mày kêu gọi là phải kiên định trung thành với đảng nữa đâu. Mà bây giờ nó khinh mày ra mặt, nó nhổ nước bọt vô trong mặt của mày. Cho nên mày, nó đã nắm được tình hình rục rịch ở trong quân đội rồi. Cho nên bây giờ nó phải đi họp, nó gặp mặt quân khu 4. Nó gặp mặt quân đội, nó yêu cầu là phải tuyệt đối trung thành với đảng. Cho nên những thằng trong quân đội tôi bay chuẩn bị tinh thần. Nha, nha. Lisa biết rằng một nhóm quân đội thì sẽ không đủ sức
để mà chống lại cái lũ chó đẻ của thằng Trọng Lũ. Bởi thằng Trọng Lũ nó sẽ sẵn sàng, nếu quân đội mà đảo tránh hoặc là quân đội mà quay đầu lại, nó sẵn sàng mở cửa để cho quân của thằng Tàu cộng vào. Cho nên quân đội đừng có lo. Một khi nó cho Tàu cộng tràn qua, chắc chắn Liên Hiệp Quốc sẽ họp ngay khẩn cấp và có thể quân đội của Pháp vào hoặc quân đội của Mỹ vào để mà giúp đỡ cho quân đội, để mà lật đổ đảo trách, quách chết mẹ đảng đỉ này. Các bạn nên nhớ kỹ là như vậy. Thằng Trọng Lũ và thằng Tàu nó rất là sợ quân đội, bởi vì ở bên thằng Liên Xô, tức là Nga bây giờ, ngày xưa quân đội khi đã quay đầu lại thì buộc cấp ba chớp trước khi tuyên bố giải thể đảng là ông ta nắm quân đội và kêu bảo vệ. Cho nên những thằng trong bộ chính trị, thằng nào mà kêu bằng bảo thủ mà đòi giữ lại thì kể như quân đội sẽ bắt những thằng chó đẻ này nhốt vào tù, giết chết tại chỗ. Cho nên ở bên Nga thành công là khi có quân đội nắm tay cùng với tổng bí thư gốc ba chớp. Ở Việt Nam mình bất hạnh, thằng chó đẻ tổng bí thư lại là một thằng hán tặc theo Tàu Cộng, tức là thằng Trọng Lũ theo Tàu Cộng. Cho nên quân đội bây giờ đang sôi gan. Cho nên bây giờ quân đội đang tìm cách một người nào đó. Cho nên khi mà tại Việt Nam nó không giống như ở bên Nga, ở bên Liên Xô đâu các bạn. Cho nên khi quân đội mà kỹ bằng rụt rịch đứng lên rồi, thằng Trọng Lũ sẵn sàng kêu Tàu Cộng qua, sẵn sàng kết hợp với thằng Campuchia. Bởi vì thằng Trọng Lũ nó đã vừa đi qua Campuchia để nó kêu gọi quân đội bên Campuchia nếu cần là phải đâm thẳng vào biên giới Tây Nam để đánh quân đội ở tại quân khu 9 và quân khu 7 ở thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên về cái màn kịch chính trị đó, các bạn nên nhớ kỹ. Hoa Kỳ biết cái đảng đĩ cộng sản theo Tàu không? Chẳng lẽ Hoa Kỳ không biết à? Hoa Kỳ biết thằng đảng đĩ cộng sản khốn nạn bắt các nhà dân chủ đấu tranh không thả ra không? Hoa Kỳ biết không? Biết. Nhưng mà tại sao mà thằng đảng cộng sản lại bất chấp để mà làm những cái điều này? Mặc dù chúng nó thừa hiểu ông Donald Trump lên rất là khó khăn về hàng hóa của Việt Nam, tại sao nó lại làm cái điều này? Rõ ràng đây là thằng Tàu Cộng, nó muốn xúi thằng Cộng sản Việt Nam bắt và giết và làm mạnh lên những cái điều mà Hoa Kỳ lên án Việt Nam. Để chi vậy? Để cho Hoa Kỳ cấm vận và không làm ăn với Việt Nam, hoặc là không còn gì với Việt Nam nữa. Thì lúc đó Việt Nam sẽ trở vào cái tay áo của thằng Tàu, giống y như là thằng Bắc Hàn bây giờ. Một khi mà nó xúi hễ Mỹ lên tiếng là nó kêu thằng Bắc Hàn mày phóng tên lửa đi, mày làm lớn lên đi, để cho toàn thế giới cô lập, thì Bắc Hàn ở Cao Ly sẽ lọt vào tay áo của thằng Tàu Cộng. Hoa Kỳ đã nhìn ra được dụng ý của thằng chó đẻ Tàu Cộng. Cho nên bây giờ sở dĩ Hoa Kỳ bắt đầu đi vào dự hội nghị APEC, rồi đồng ý giao thương, đi vào Cam Ranh, đi vào Đà Nẵng, xây trường học đồ kia. Các bạn hãy nên nhấn mạnh những cái điểm này. Lisa chỉ nói như vậy thôi. Cho nên Lisa mong rằng những người trong quân đội phải nhìn ra được sự thật. Các người là những người bên võ thì các người không có mưu lược, không có nham hiểm bằng bên văn đâu. Thằng Trọng Lũ nó đang nắm bộ chính trị và thằng Tàu Cộng nó đang làm quân sư cho thằng Trọng Lũ. Cho nên những người võ công của quân đội không làm gì được. Cho nên nếu quý vị muốn cần, Lisa sẽ tiếp cho một tay. Kế của Lisa có thể đưa ra sẽ toàn thắng khải hoàn. Lisa sẽ âm thầm cho ba sạch đánh sập nền kinh tế. Sau khi nền kinh tế sập rồi thì lòng dân sẽ oán hận. Khi lòng dân oán hận là cơ hội cho quân đội đứng lên. Cho nên Lisa phải dùng chính trị kinh tế hoặc đảo ngược lại, dùng kinh tế và chính trị để đánh đảng Cộng sản là ở cái chỗ này. Bây giờ đảng Cộng sản đang mạnh về chính trị, thằng Trọng Lũ đang mạnh về chính trị bởi có thằng Tàu Cộng
đứng ngoài sau lưng thì Ly Xà thoát gãy bánh xe cho ba sạch đốt sạch những cái hạt xưởng của thằng Tàu, thì sẽ chọc tức thằng Tàu nó điên tiết lên, nó sẽ đổ thừa thằng Trọng Lũ. Mà một khi nó đổ thừa thằng Trọng Lũ thì thằng Trọng Lũ nó bắt đầu nó sai những thằng cấp dưới, nó bắt đầu nó đuổi, nó đưa những người Tàu tin tưởng vào, thì sẽ tạo nên một cái lòng căm thù của những người sĩ quan mà chuẩn bị tinh giản biên chế, sẽ làm nên nội giáp cho Ly Xà. Cho nên nếu Tàu đánh chính trị không được, Tàu đánh kinh tế, Tàu đánh kinh tế xong Tàu vượt qua chính trị. Bởi vì thằng Đảng Đế Cộng sản Việt Nam thì nó không dám nói đậm tới chính trị. Đây là một cơ hội ngàn vàng cho những người Việt ở hải ngoại của chúng ta thăng hoa. Bởi vì lúc nào chính trị và kinh tế cũng luôn đi song song với nhau. Hoa Kỳ thừa hiểu được Đảng Đế Cộng sản. Cho nên các bạn đừng hy vọng Hoa Kỳ qua sẽ đem lại tự do hoặc lên án những sự việc bắt bớ của thằng Đảng Đế Cộng sản. Hoa Kỳ sẽ quan tâm đặc biệt với những người nào Hoa Kỳ nêu danh sách. Nhưng mà thằng Đảng Đế Cộng sản thì những người nào mà Hoa Kỳ càng lên tiếng, nó càng giam lâu, nó càng ngậm hạt thị, nó không trả lời gì cả. Hoa Kỳ biết đây là bàn tay của thằng Tàu Cộng, muốn cho Mỹ tức giận lên để bỏ thằng Cộng sản Việt Nam, để Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam lọt vào tay của thằng Tàu Cộng. Cho nên Hoa Kỳ đã uyển chuyển, giả bộ như không cần điểm xỉa tới. Con dân của mày, mày xử thì để cho lòng dân đứng lên. Hoa Kỳ sẽ luôn luôn đứng sát cách với tất cả những người đấu tranh ở tại Việt Nam. Các bạn đừng bao giờ vội trách Hoa Kỳ. Về màn chơi chính trị, nó rất là thâm hiểm như vậy đó. Nếu Hoa Kỳ giận mà cấm vận Đảng Đế, không làm ăn Đảng Đế, đất nước Việt Nam sẽ giống y như Bắc Hàn. Thằng Tàu Cộng sẽ xối thằng Đảng Đế cấm Internet, cấm Facebook, cấm tất cả những cái điện thoại thông minh ở tại Việt Nam. Lúc đó các bạn nghĩ như thế nào? Vả lại người dân bây giờ còn quá yếu đuối, chưa đông, chưa mạnh được. Hoa Kỳ cũng chưa làm gì được. Chỉ có một cái lũ đầu bò ăn mặn đái khai, chó điên dư luận viên mà toàn dân Việt Nam không dám sát thắt. Những thằng này mà nằm bên đất nước Hồi giáo là bị cắt cổ tại chỗ. Nhưng mà Việt Nam mình thì không dám làm. Cho nên về chính trị, Ly Xà chỉ khuyên toàn dân Việt Nam. Bởi cho nên Ly Xà nhắc đi nhắc lại là toàn dân Việt Nam cũng như quân đội Việt Nam, mỗi một người chiến sĩ phải có bản lĩnh chính trị. Bản lĩnh chính trị là phải tự mình suy nghĩ chứ không để cho người ta áp đặt vào mình. Rõ ràng thằng Tổng Lũ đang áp đặt cho quân đội, bắt buộc quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng. Tức là chính trị của mình, bản lĩnh của mình không có, mình bị người ta tác động vào. Cho nên Ly Xà kêu gọi mỗi người dân Việt Nam phải có bản lĩnh chính trị cho riêng mình, để mình nhìn thấy con chó nào vác nước, con chó nào nói ra những điều sai, săn bẫy là phải diệt trừ không tha cho Ly Xà. Nha. Chị ơi, chị hết giờ rồi chị ơi. Ok. Ly Xà hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình khai dân trí, trong những ngày hội nghị APEC, để Ly Xà đưa ra cho các bạn về những sự bình luận về kinh tế và chính trị nó cứ bằng tuyệt vời như thế nào, khốc khiếp ly kỳ nhé. Thân ái chào quý vị và các bạn thân mến, bye bye, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình khai dân trí vào ngày mai. Thân ái chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến.